Bão Kanun dai dẳng bất thường, vẫn rất mạnh khi đổ bộ Hàn Quốc. Theo tin bão mới nhất, khi bão Kanun tiến gần hơn đến bán đảo Triều Tiên ngày 10 tháng 8, mưa và gió ngày càng mạnh hơn ở miền nam Hàn Quốc. AP đưa tin ngày 9 tháng 8, hàng chục chuyến bay và dịch vụ phà ở Hàn Quốc đã bị đình chỉ, hàng chục nghìn tàu cá đã sơ tán đến cảng khi các quan chức chính phủ cảnh báo về những thiệt hại lớn có thể xảy ra do lũ lụt, sạt lở đất và sóng lớn do gió mạnh gây ra. Cơ quan dự báo thời tiết của Hàn Quốc cho biết cơn bão Khanun đang mạnh lên khi di chuyển chậm về phía đất nước. Các khu vực phía Nam và phía Đông ngày càng cảm nhận được sức mạnh của bão. Khanun dự kiến sẽ đến hòn đảo nghỉ mát Jeju và sau đó đổ bộ gần cảng Chongyeong vào sáng 10 tháng 8. Bão Khanun có thể tác động nghiêm trọng vì có khả năng sẽ quét qua Hàn Quốc trong vài giờ. Tâm bão đi qua thủ đô Seoul với sức gió 90 đến 154 km/h. Cơn bão dự kiến sẽ gây ra lượng mưa từ 100 đến 400 mm ở các khu vực miền Nam và miền Trung lên tới 600mm ở các vùng núi phía đông của đất nước cho đến ngày 11 tháng 8. Cục khí tượng Hàn Quốc đã đo được sức gió tối đa của Khanun là 133 km h vào lúc 19h10 phút giờ địa phương ngày 9 tháng 8 khi bão đi qua vùng biển cách Jeju 250 km, di chuyển về phía bắc với tốc độ 14 km h Gió đã mạnh dần lên ở các khu vực phía nam của đất nước vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 8 với tốc độ tối đa 96 km h vùng biển ngoài khơi Chongyong và 95 km h ở cảng Jeju phía tây nam, gây mưa 140mm ở một số khu vực của Jeju. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol đã kêu gọi các quan chức tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai và sơ tán, đồng thời nhấn mạnh những nguy cơ do cơn bão gây ra xảy ra chỉ vài tuần sau khi các khu vực miền Trung và miền Nam hứng chịu mưa lớn, gây lũ quét và sạt lở đất làm ít nhất 47 người không qua khỏi. Trong cuộc họp khẩn cấp ngày 9 tháng 8, Tổng thống Yun Sắc Yên bày tỏ lo ngại rằng bão Kanun có thể gây ra thiệt hại lớn vì dự báo bão cho thấy nó sẽ di chuyển chậm qua đất nước trong khi vẫn duy trì cường độ trong nhiều giờ. Ông kêu gọi các quan chức huy động đầy đủ mọi nguồn lực sẵn có để giảm thiểu thương tích và thiệt hại. Theo tin bão mới nhất từ Nhật Bản, bão Kanun là một cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng với sức gió duy trì 108 km h cảnh báo về tình trạng bão lũ lụt tiềm ẩn và các rủi ro khác đã được ban hành cho đảo Kyushu và các khu vực lân cận. Tại Kagoshima của Kyushu, 12.000 ngôi nhà bị mất điện hôm 9 tháng 8, hơn 1.800 người đã trú ẩn tại các trung tâm cộng đồng, khách sạn và các cơ sở khác gần đó. Là một cơn bão mạnh hơn vào tuần trước, Kenun đã tấn công Okinawa và các đảo khác của Nhật Bản, gây thương tích và thiệt hại. Ngày 9 tháng 8, truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết các quan chức đang áp dụng các biện pháp bảo vệ các nhà máy khỏi thiệt hại do bão có thể xảy ra, bao gồm chuẩn bị bao cát, kiểm tra hệ thống bơm và thiết lập kế hoạch khẩn cấp để sơ tán máy móc và công nhân trong trường hợp lũ lụt. Bão Kanun được các nhà dự báo thời tiết đánh giá là một cơn bão rất bất thường. Kanun có cấu trúc thành mắt bão, nằm ngay sát mắt bão, khác thường, giống như một cơn bão nhỏ trong một cơn bão lớn hơn. Đường đi của bão Kanun theo hình zigzag, chuyển hướng đột ngột liên tục ảnh hưởng đến Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc trong suốt gần 10 ngày qua.